Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Hôm nay thì shop Hân Hạnh gửi đến mọi người một cái bộ sản phẩm nhé. Mình bọc cho khách. Đây là những cái mẫu mà mẫu mặt mà khách gửi về cho mình. Mình chỉ bọc thôi mọi người nhé. Đó thì hôm nay là có 3 cái sản phẩm mà khách gửi về. Đấy thì mình xong thì mình quay cho mọi người xem mẫu. Đây là những cái mẫu mình bọc theo yêu cầu. Đấy, tức là khách thích cái mẫu bọc rồng thì mình sẽ bọc rồng. Đấy, khách thích cái mẫu mà bọc đơn giản mà chắc chắn thì mình sẽ bọc cho khách như thế này. Đấy thì đây là 3 cái mẫu mà khách lựa chọn nhé, và yêu cầu mình làm theo cái yêu cầu của khách. Đấy thì mình sẽ giới thiệu từng mẫu một để cho các bạn xem. Mẫu đầu tiên là cái mẫu bọc đầu chụp rồng. Đấy, bọc đầu chụp rồng anh em mình nhé. Mẫu này thì nó nhìn nó cá tính, đẹp và nó có điểm nhấn mọi người nhé. Đấy, bởi vì cái sản phẩm rồng thì bao giờ nó cũng cá tính và đẹp rồi. Đấy, thiết kế còn có cả một cái đường bụng nhé, đường bụng bọc rất là chắc chắn, dày đẹp như thế này. Đó, thì anh em nào mình có cái sản phẩm tương tự như này mà các bạn yêu thích cái mẫu bọc đầu chụp rồng, đấy, đẹp cá tính thì các bạn có thể là tham khảo cái mẫu này nhé. Đấy, mình làm bằng bạc đẹp và làm rất là chắc chắn cho khách. Đấy, chắc chắn cho khách, các bạn là đặt những mẫu này thì các bạn đeo nó sẽ rất là đẹp mọi người ạ, rất là đẹp nhé và cực kỳ là chắc chắn. Mẫu thứ hai thì sẽ giới thiệu đến mọi người cũng là một cái sản phẩm nanh mọi người nhé. Đấy, đây là một cái mẫu mà khách tức là đưa mẫu cho mình. Đấy, khách muốn bọc cái kiểu mà nó đơn giản như này thôi. Đó, thì đây là cái sản phẩm mà sau khi hoàn thành, mẫu này thì nó có ưu điểm rất là lớn, tức là bọc mà nó đơn giản như này nhé thì nó sẽ sạch này. Đấy, sạch sáng và đẹp, và cái ưu điểm rất là lớn nữa tức là bọc cái kiểu như này thì nó sẽ rất là chắc chắn nhé mọi người nhé. Đấy, rất là chắc chắn, các bạn đeo không bao giờ sợ nó bị tụt cái mẫu mặt mà các bạn đang có này ra được. Đấy, những cái mẫu khác thì các bạn có thể là mình đeo lâu ngày mà làm không chắc chắn thì cũng có thể là nó sẽ bị tụt ra nhé, hoặc là cái keo nó bị khô đấy thì nó cũng có thể là sẽ rơi cái mặt này ra được. Đấy, còn riêng bọc như này nhé thì nó như là kiểu một cái túi đỡ như này rồi. Đấy thì các bạn đeo nó sẽ rất là chắc chắn, không bao giờ sợ nó rơi ra được. Đấy thì bạn nào mình thích những cái kiểu đơn giản mà muốn nó chắc chắn nhất thì các bạn cứ cái kiểu bọc như này. Đấy thì sẽ rất là đẹp. Các bạn gửi mẫu về và mình sẽ thiết kế nhé. Đấy, thiết kế trên cái mẫu, trực tiếp trên cái mẫu mà các bạn gửi về cho mình luôn. Đấy thì nó sẽ vừa vặn và nó ôm khít, nó sẽ đẹp hơn mọi người nhé. Đấy thì anh em nào mình thích cái phong cách đơn giản, đấy mà lại đẹp nữa, đấy chắc chắn thì các bạn tham khảo cái kiểu bọc thứ hai này nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn mọi người này. Các bạn nhìn này, bọc rất là chắc chắn, dày dặn và khoen móc cũng to mọi người nhé. Đấy, to khỏe. Và một cái kiểu cuối cùng là một cái kiểu bọc đầu chụp rồng. Đấy, đầu chụp rồng anh em mình ơi. Mẫu này thì mình bọc đầu chụp hình rồng. Đấy, thì đây cũng là một cái phong cách đơn giản, gọn gàng. Anh em nào mình có cái mẫu mà giống như này nhé, các bạn muốn bọc đầu chụp cho nó gọn gàng thì các bạn tham khảo cái đầu chụp rồng này. Đấy, thì mẫu này cũng khá là đẹp. Đấy, khá là đẹp và nó gọn gàng lắm mọi người nhé. Đấy, nói chung là cái mẫu này cũng khá là nhiều khách yêu thích. Đấy, thì cái này nào cũng bọc bạc đẹp, tất cả đây đều là bạc đẹp hết mọi người ạ. Bên nhà mình thì mình không có làm hàng chợ đâu, mình không có bọc hàng chợ đâu mọi người nhé. Đấy, tất cả đều là bạc đẹp hết cho mọi người, bởi vì bên nhà mình là mình chỉ làm nhỏ lẻ như này thôi và chỉ làm hàng đẹp ấy. Đấy, cho nên là anh em mình ở xa trên toàn quốc mà các bạn có nhu cầu nhé. Đấy, muốn tham khảo bạc đẹp đấy, và muốn bọc giống như này nhé thì anh em mình gửi về cho shop nhé. Đấy, thì shop sẽ bọc cho mọi người. Đấy, hoặc là các bạn có thể là mình mua ở đâu đấy, các bạn gửi thẳng về cho mình nhé. Đấy, thì mình sẽ làm cho mọi người và rồi lại gửi đi. Đấy, gửi đi cho các bạn. Nói chung là bên nhà mình thì mình làm cái hàng đặt như này và làm trên toàn quốc như này là rất là lâu rồi. Đấy, và là một cái địa chỉ rất là uy tín để cho các bạn yên tâm. Đấy, yên tâm đặt hàng người nhé. Bên nhà mình là mình rất là gọi là cẩn thận này. Đấy, làm hàng uy tín và bạc đẹp cho mọi người. Nên là các bạn có nhu cầu thì kết nối với shop qua cái thông tin ở dưới nhé. Đó, thì hôm nay là quay giới thiệu đến mọi người 3 cái sản phẩm mình mới làm cho khách xong. Thì hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái kiểu bọc này nhé mọi người nhé. Đó, thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Kính chào toàn thể mọi người.